Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982, tháng 8 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Giả Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Giả Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, thời gian này khi theo dõi video, quý vị có thể nắm rõ được những tai ương, phận hạn của mình xảy đến trong tháng 8 âm lịch. Bên cạnh đó, cũng có những may mắn, quý gia chủ được thần tài chiếu cố nồng hậu, tạo được nhiều cơ hội. Nhưng quan trọng, bản mệnh có biết nắm lấy để có thể thay đổi vận mệnh của mình được hay không? Và có những bước đi đúng đắn, tránh hung, hóa cát. Cụ thể chi tiết tử vi của gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 8 âm lịch sẽ có trong phần luận giải ngay sau đây. Nhưng trước khi đến với phần tiếp theo, mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đi tìm hiểu cụ thể, chi tiết về vận số của quý gia chủ. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 8 âm lịch năm 2021. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh, giỏi chịu đựng, hầu hết người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy là người khiêm nhường, ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước, tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã chọn, có được những điều mình mong muốn bằng chính sức mình. Họ cũng là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi có lợi cho mình. Đã làm gì, họ sẽ làm đến cùng, cùng yêu và đam mê công việc của mình. Mọi chuyện họ làm đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao hơn. Tháng này vận trình của gia chủ Nhâm Tuất không tốt trên mọi khía cạnh. Công việc của bản mệnh đang dần có dấu hiệu sa sút, theo đó là sự hao tổn về tài lộc. Gia chủ cần vững vàng hơn trên con đường mình đã lựa chọn. Năm nay, bản mệnh sẽ rất vất vả kiếm tiền. Tuy nhiên, qua lửa mới biết vàng tốt, chỉ cần anh chị cố gắng là không gì là không thể. Tháng này cũng cần chú ý đến sức khỏe và các mối quan hệ xung quanh mình. Nhâm Dương Thủy gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Nhâm Tuất tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Qua tháng 8 năm 2021, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục, khiến bản mệnh trở tay không kịp, có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, sẽ gây ra sự cố bất ngờ. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi nơi khiến cho những người tuổi Nhâm Tuất đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Nhâm Tuất sẽ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được, cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh, tuổi Nhâm Tuất nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mệnh đón được thêm nhiều điều may mắn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ Nhâm Tuất, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc.
Tháng 8 âm lịch, Nhâm Tuất sẽ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Xét về tài vận, tháng 8 âm lịch, Nhâm Tuất khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc bản mệnh đang khá bấp bênh. Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp nhận được thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên. Nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu được tiền về tay. Vì thế, bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tháng này cho rằng có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Nhâm Tuất không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bản mệnh không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút. Dễ bị sai giấy tờ, hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể, nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, mọi người cũng nên nghiêm túc xem lại, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Bản mệnh cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tháng 8 năm 2021 âm lịch là lúc tuổi Nhâm Tuất sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian, tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bản mệnh có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Nhâm Tuất có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, từ ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Nhâm Thìn, nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch 11 tháng 8, từ ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8, từ ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tuất tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8, tức ngày 16 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 22 tháng 8, tức ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Năm nay, các gia chủ Nhâm Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Nhâm Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết tuổi Nhâm Tuất 1982 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để vận trình công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Cuộc sống đôi khi còn những khó khăn để thách thức giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.